Rồi, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái phần mềm quản lý bán hàng pizza, karaoke vân vân. Thì điểm khác biệt đặc biệt với karaoke với lại pizza là nó có tính giờ tự động nữa. Về phần mềm này có hai giao diện, thì một cái gì quản lý. Quản lý thì dùng để mình set up các món ăn này nọ. Mình set up món ăn, giá bàn. Đó, mình vào hoạt động. Mình vào hoạt động, mình thêm danh mục mặt hàng ở đây thì mình có thể thêm món ăn. Bia mình có thể thêm bia ở đây, mình thêm món ăn mới, thêm bia mới thì hiện ra cái bảng mà mình chỉ ngập nhập tên hàng, đơn vị giá bán và đơn vị tính, à, cái nhóm của nó là nhóm bia, xong mình lưu lại là xong. À, sau khi mình đã nhập mặt hàng xong rồi mình bán hàng thì mình thoát ra giao diện này, mình vô giao diện bán hàng. Giao diện bán hàng hiện tại mình đang nhập vào giao diện bán hàng thì hiện tại mình là có hai bàn này đang có khách. Mình lỡ mình có tắt phần mềm, máy mềm mình cúp điện đi thì hai bàn này vẫn còn, nó chưa có mất. Đó. Và giờ nó vẫn chạy. Rồi cái trường hợp là khách mới vào thì bàn BB1 này ha, họ vào giờ 9:38 này ha. Gọi gói thuốc với lại cái cam vắt. Rồi xong mình đóng bàn lại. Cái trường hợp khách gọi 2 ly cam vắt thì mình cộng lên ha. Sau khi mình đóng cửa sổ lại thì giờ bắt đầu chạy nè, kiểm tra giờ chạy nữa ha. Đó, rồi khi mà sau khách yêu cầu tính tiền đi, ví dụ như bàn số 8 khách yêu cầu tính tiền đi, mình bấm vào bàn số 8. Đó, khách yêu cầu tính tiền đó. Khách tính tiền, bấm thanh toán. Nó ra 20.000 tiền giờ, in mình tính tiền. Đó, nó cho mình giờ này, khách này không còn muốn ăn, khách chỉ muốn pizza thôi. Ví dụ như vậy ha. Tiền giờ nó sẽ chạy cho mình. Đó là 20.000 tiền giờ. Dạ, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi, em xin tự kết thúc video clip.